8 loại giấy tờ bạn cần biết khi mua nhà. Thứ nhất, chứng minh nhân dân, bao gồm cả bản chính và bản sao. Thứ hai, hộ khẩu, bao gồm cả bản chính và bản sao. Thứ ba, giấy đăng ký kết hôn nếu đã kết hôn, hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu chưa kết hôn. Thứ tư, đối với người nước ngoài muốn sở hữu căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ trong dự án nhà ở thương mại, cần chuẩn bị hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam. Thứ năm, khi muốn đứng tên chung sổ đỏ, người đứng tên chung cũng cần chuẩn bị chứng minh nhân dân, số hộ khẩu và phải cùng người mua ký kết vào hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động sản tại phòng công chứng. Thứ sáu, nếu người mua nhà cần thế chấp để vay ngân hàng với mục đích mua bất động sản, ngoài các thiết yếu ra cần phải có giấy tờ chứng minh thu nhập. Thứ bảy, nếu người mua nhà cần vay tín chấp ở ngân hàng, người mua cần chuẩn bị thêm giấy xin vay tín chấp, hồ sơ chứng minh công việc. Thứ tám, khi hoàn tất hợp đồng công chứng hợp đồng mua bán đất, bên mua phải đến chi cục thuế cấp huyện để làm tờ khai và nộp lệ phí trước bạ. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.